Chào anh chị nhé. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Hello. Hello. Where are you from, my friend? Oh, I come from Korea. Korea, yeah. Which city do you live in Korea? Yes, Seoul, eh? Are you from Seoul? Yes, I come from Seoul. Yeah. So, what is your profession or what is your job? Now I don't have a job. Before I work at work for Olympic. Ah, nice. Yes, but Olympic is finished, so I just wanna travel. Yeah. So, do you like traveling? Yeah. Before I don't have any experience travel around the world. Yeah. So I just choose this place. I heard that Vietnam is really safe. Yeah. Nice. Yes. Also, the people are really kind. Uh-huh. So that's why I choose this place. Ah. The first. Yeah. Nice. Chào mừng chị quay lại với kênh tiếng Nga Bài. Đấy thì đầu video thì là một cái video ngắn tôi nói chuyện với người Hàn. Đấy tôi cắt ra thôi. Thì là đấy thì người Hàn theo cái thời gian mà tôi nói chuyện thì tôi thấy người Hàn nói tiếng Anh có ngon không, êm không, mượt không. Đấy. Thì là trong quá trình nói chuyện thì gần như là tôi nói chuyện với Tây là nhiều. Tất nhiên thì cũng sẽ có những trường hợp như là Trung Nhật Hàn tôi cũng bắt chuyện. Người Hàn, người Nhật thì đôi khi là dễ mình nhận ra để cái gọi là cái khuôn mặt, để cái ấy. Nhưng mà đôi khi người Trung ấy, nhiều khi khó. Vì đôi khi rất nhiều người Trung mình nhìn giống người Việt, trừ khi người ta nói tiếng Trung thì may là mình đi cạnh thì mình nghe thấy thì mình biết thôi. Chứ người Hàn thì đi trên phố gặp rất là dễ, kể cả Hà Nội cũng thế, gặp người Hàn rất là dễ. Và mình có thể nhận ra gặp người Hàn, vì tôi có một số lượng tôi nói chuyện người Hàn rất là nhiều, cũng có một số lượng. Và tôi thấy thì đa phần những người Hàn người ta đi sang đây người ta du lịch hoặc là làm việc ấy, thì gần như là rất nhiều người người ta có thể nói được tiếng Anh. Đấy, thế còn trường hợp khác thì tôi không biết, nhưng mà những người mà tôi gặp họ sang đây làm việc và du lịch thì tôi thấy là họ có nói được tiếng Anh, cũng nói được. Chứ còn người Nhật tôi gặp thì lại có rất nhiều lần tôi gặp người Nhật thì không nói tiếng Anh nhiều, cũng có thể nói được nhưng mà nói được một chút thế này thôi. Đấy. Thì đấy chỉ là cái số lượng mà cái trải nghiệm va đập cá nhân thôi. Thì người Hàn, những người Hàn tôi gặp thì họ có nói được tiếng Anh không? Đấy. Thì là tôi thấy là họ sang đây thì gần như là họ cũng rất nhiều người họ nói được. Đấy.